Xin chào cả nhà, hôm nay Đào hướng dẫn cho cả nhà mình cách cắm bình hoa cúc đơn giản nhất dành cho người mới bắt đầu. Với bình hoa này chúng ta có thể sử dụng để dâng lên bàn thờ ông bà, tổ tiên vào ngày rằm hoặc là đám giỗ đều được. Và form lá này Đào có hướng dẫn rất chi tiết ở video trước. Các bạn xem lại video hướng dẫn cách cắm bình hoa lay ơn. Và bây giờ mời cả nhà mình cùng xem cách Đào thực hiện bình hoa cúc đơn giản này nha. Và cả nhà ơi, đừng quên cho Đào một like, một đăng ký kênh để những video tập tiếp theo bạn là người đầu tiên xem nó. Chiều cao của cành hoa đầu tiên, chúng ta canh vào xốp 2 phân. Và đây là vị trí chúng ta mong muốn. Phần đầu này vuốt cho thật gọn gàng. Tiếp tục vị trí kế tiếp, 2 phân để ghim vào xốp. Và đây là vị trí chúng ta cần. Nào đi nào. Chúng ta xen một ít lá trúc đốm để cho bình hoa của chúng ta được sắc nét hơn. Nếu không có lá trúc đốm cũng được không? Thạch thảo bề mặt hoa nhỏ, hoa li ti thì chúng ta có thể xen để cho bay ra ngoài cao hơn hoặc bằng bề mặt hoa. Có thể cho cao hơn hoa cúc một tí xíu, không cao quá, cao hơn tầm 1 phân thôi nha cả nhà.